Bật mí với anh em, ngay tại clip này mua từ combo 2 sẽ được free ship nha. Chiếc quần sóc lên đến 22.840 cái lỗ. Cái là mặc vào á, mấy em gái sẽ mê nha. Lớp vải poly sờ vào vô cùng mát tay, kết hợp cùng công nghệ Red Tracker hạn chế được độ nhăn của quần. Phần phối lưới hai bên và sau võng lưng sẽ giúp anh em luôn thông thoáng, không bí bách khó chịu. Ba màu xanh, xám và đen vừa trung tính vừa năng động sẽ giúp anh em có thêm nhiều lựa chọn trong tủ đồ của mình. Anh em nào mà thích sự thoải mái, đơn giản nhưng mà vẫn rất thời thượng thì chiếc quần Airy Sock này phải có trong tủ đồ của anh em nha.